nghiêm một ngày mưa gió. Em kính chào toàn thể các bác. Tiếp tục nên những series hàng gióng dựng đạt được cái tiêu chuẩn khắt khe mà thế giới đã được công nhận. Thì trong mặt các bác đây là cái mẫu xúc 40 từ 2 côn trăm, mã là BB15S. Viết tắt của dựa trên cái khuôn mẫu vỏ thùng của Bad Boss, và bên em có nghiên cứu lại cho cái khối lượng thể tích thùng bên trong nó khá là lớn, cộng với đó là sử dụng cụ loa đặc trị là cực kỳ là khó tính. Bát này vừa rất là dễ mua nhưng mà lại rất là khó để khớp với thùng. Hôm nay em lên clip để khoe với các bác 2226 HPN, cụ loa 15 inch, khối lượng VHS tương đương là 180 lít thì đúng hơn. Con này thì nó khá là kén chọn thùng loa nhá, không phải con nào vào nó cũng hay đâu, nhưng con này nếu mà các bác để chơi mấy cái mẫu súp mà nắp cái bát này và cái thùng này thì gọi là khá là hợp. Còn một số dòng khác thì ví dụ bát thường, tất cả các loại bát 40 khác vào cái thùng này nghe tiếng súp nó đã khác rất nhiều với các mẫu súp hiện tại đang có trên thị trường. Chính vì vậy thì em mới bắt đầu mình nghiên cứu ra BB15S Ultra Non Phép Quy Subwoofer, và sắp tới thì sẽ có là BB12 UNF, tức là kích cỡ cái tô cấu tạo thùng thì tương tự như này, y hệt như này, khác cái là cái thoát hơi này một. Đấy, cái nỗ bát nó sẽ bé hơn là 2. Đấy, vẫn là cái khuôn thùng này thôi. Sắp tới em sẽ nghiên cứu ra bát 30 như là Ultra Non Phép Quy để đảm nhiệm cho những cái giải tần số trầm êm sâu và một số dòng cụ loa cực kỳ khó tính, yêu cầu VAS khối lượng tương đương khá là lớn thì sẽ khá là hợp với thùng này. Với cái gọi là XQNOM Design của hãng JBL có cung cấp thì có con bát này khối lượng tương đương, đó là cái khối lượng cộng hưởng của khoang thùng với những cụ loa này đâu đó nó khoảng tầm 80 lít đến 150 lít là hợp lý. Thì với khối lượng cộng hưởng như vậy thì cái thùng này nó đâu đó nó khoảng tầm 120-130 lít VAS thì khá là phù hợp nhé, nó phù hợp. Bát 40 đến 2%. Về phần giá thì bây giờ em xin kể như sau. Với cái mức giá mà các bác mua trên thị trường đâu đó nó khoảng trên 4 triệu một con súp 40 hàng bãi thì chưa chắc chất âm đã ăn được con này. Đấy, em chỉ để ngỏ như thế thôi, còn các bác tham khảo alo trực tiếp cho em. Đấy, cấu hình là bát 40 đến 2%. Còn nếu như các bác mà mua vỏ thùng không thôi thì bên em cũng có bán. Vỏ thùng không thôi thì bên em đang bán là 2 triệu 300 nghìn đồng một chiếc vỏ này, và bao ship mọi miền tổ quốc cho các bác. Chi phí vận chuyển nó mất 500 nghìn rồi, còn lại là các bác trừ hao đi nhá. Đấy là các bác sẽ biết là giá em bán tại cửa hàng là bao nhiêu. Ship nó mất 500 rồi, gửi xe vậy mà gửi Viettel, bưu điện, Viettel Post, giao hàng tiết kiệm, rồi là các đơn vị vận chuyển trung gian khác, giá cũng tương tự như vậy. Và không để thời gian các bác chờ đợi lâu hơn nữa, sau đây em sẽ lắp lên và sẽ đánh test demo 2 chiếc súp này và 1 chiếc B15S, tức là 2 chiếc BB15S và 1 chiếc B15S B5F trên kia. Đọc nhiều thụt nữa mà. Đây là loa Fulltime 40, sử dụng cụ loa tương tự như này, có cái là nó là loa Fulltime, còn con này thì là có thể làm mid-non và cũng có thể làm subwoofer. Với cấu hình là 21 như này thì nó kêu rất là khủng và nó công suất giá rất là lớn, tức là hai súp 40 chồng lên nhau, xong lại trên một chiếc B15F nữa thì nó đánh kinh hồn bài vía luôn, chơi được không gian sân khấu ngoài trời được luôn. Đấy, với 4 chiếc này và 2 chiếc nở thì nó có thể chơi được một chương trình sự kiện event vừa vừa nhỏ nhỏ rất là hay, và đánh cũng khá là căng nhé. Đấy, con này thì phù hợp với không gian gia đình các bác, nó đánh tiếng nó chắc, nó chắc chắn và nó đánh ra được cái tiếng nó khá là nực cùng với nhịp êm và sâu, phù hợp nhất với môi trường là không gian ngoài trời thì con này nó vô đối luôn. Còn nếu mà các bác mà kiếm được một số dòng cụ loa cao cấp hơn, ví dụ cao cấp hơn cái dòng bát này nắp vào cái thùng này thì nó đánh còn hay hơn nữa rất là nhiều. Đấy, ví dụ như bát của Tubosonic Z6015 hay là S6015 thì còn đi, nó nắp vào cái thùng này đánh có phải gọi là nhức người luôn, nó đánh rất là nực. Đấy, ok, thì bây giờ em sẽ ráp lên nhé. Trong clip lần sau em sẽ test cho các bác xem. Các bác nào quan tâm đến mức giá liên hệ trực tiếp nhé.